À vâng, xin kính chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh của Tuyên Hà Giang. Kính chúc mọi người có một ngày mới làm việc vui vẻ. Quý vị ạ, hôm nay hiện tại thì là em Lử đang có mặt tại thôn Đề Chia. Bà con thì là trong buổi sáng ngày hôm nay cũng đã làm được đập đá cũng đã được bằng này. Thế là trong buổi chiều ngày hôm nay thì bà con vẫn tiếp tục đập đá để một hai hôm nữa thì là sẽ san những chỗ mảnh đất này để sẽ đổ bê tông nhá quý vị ạ. Hiện tại thì em Lử cũng đang lên trên này để xem bà con đang tiến trình để đập đá đấy ạ. Nãy giờ con đâu xuống rồi chị mấy? Chị vừa ăn cơm à? Đấy, chị mấy với lại bà con đây thì cũng vừa mới đi nghỉ trưa. Hiện tại thì trời cũng khá là râm rồi, cũng khá là thuận tiện. Vừa mới nhắc đến trời râm, bây giờ nắng lại chiếu vào đây rồi quý vị ạ. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì là ở trên phía tảng đá trên này có bác Sử với lại chị Mỉ cùng với lại chị gái trên này cũng đã đập được bằng này đá, xong chiều nay lại vẫn tiếp tục. Chị mẹ chị cho khâu rồi. Một cái tờ á. Đấy thì em Lử cũng có hỏi với lại bác bảo là sao bác không đeo dép đi. Đấy, bác của chân bác đang bị đau quý vị ạ. Bác sẽ cái tờ bây giờ. Có rất lại à? Chân của bác này đã cắt. Nếu ai cho khâu hoặc là chỉ lại mà. Có dép thì ở khâu là. Để khâu. Mình rồi là cháu. Ồ. Đôi chân của bác thì là do đá cứa vào thì em Lử cũng có bảo bác là xong đeo dép vào thì bác bảo đeo dép vào nó bị vướng chân ấy. Thank you.
Nếu ta xuống nó sủ mà. Nổ, nó mổ thế chị ạ? Nó mổ thế nó rau. Thì em cũng có hỏi bác rằng là trưa nay ăn cơm với cái gì. Thì bác cũng chia sẻ rằng là trưa nay ăn mẻn mén với lại rau chua quý vị ạ. Nó lý mà chứ mà giờ trong bố rẽ đây. Nó lý thích là chúng ta sợ trong à. Dạ, dùng mong lý cháu nó lý ta xuống dạ. Dạ, dùng mong lý cháu nó lý ta xuống dạ. Tuy nó lý thế này. Dạ. Cứng quá. Đá lửa để cho vào chai. Ơ khởi cho nên quá gì hả tu? Khởi quá gì? Khởi gì á? Cháu cúc cúc mùng cầu sao đây? Mùng cầu sao? Mùng cầu nháo? Cháu cúc cúc mùng cầu sao đây? Đi.
mua nhà đi. Đi. Trời nắng lắm, đi xuống kia đi. Con nhà ai đây? Hiện tại thì em đang nhìn thấy bé gái, không biết là con của anh chị nào. Thì đợi, trong lúc đợi bố mẹ thì bé gái mệt, bé gái tranh thủ ngủ ở cái mỏm đá đây nhá quý vị ạ. Nhìn em ngủ rất là ngon luôn. Ngủ chỗ này khá là mát luôn. Vừa rồi thì bà con cũng đã hoàn thành khu vực đá ở bên phía tay phải bên này. Hiện tại thì bà con đang dịch chuyển lên trên phía bên trên để tiếp tục khai phá để đắp đá trên kia. Em được nhìn thấy thì là bà con vừa đi chăn dê, vừa đi lên đây để đắp đá luôn quý vị ạ. Sách chỉ sao điện được không? Rồi con gái nhà A Pó, nhà A Phú ngủ đây à? Rồi, em chào anh nhá. Xin chào mọi người. Xin chào chú Sử nhá. Ôi dồi, chỗ này nhiều đá đấy. Vâng. Hôm nay em có việc. Thôi từ từ đã anh Pó ạ. Mọi người nghỉ tay làm cái kem đó nhỉ. À chà. Đưa cho bà con đi. No kem à? Hôm nay nắng này thì no kem. Anh Pó ơi, nghỉ tay làm cái kem đó này. Đây này em. Có mạ đó. Đây đây. Non kem cho nó đỡ mệt đó. Nước nôi bà con hôm nay mang đầy đủ chứ, có chứ nhé. Vâng, anh dùng thôi. Nắng nắng này làm cái kem cho nó mát. Em dùng thôi. Sáng nay em có việc nên là không vào được. A Phú, vợ A Phú. Vợ A Phú tên gì nhỉ? Vợ Phú tên gì? Không nói được, kêu cho chú Sử luôn. Đây, xin chào mọi người nhá. Đây, chị Cái ơi, nghỉ đây đã. Xin chào em, làm cái kem đó. Đây em, làm cái kem đó. Độ này lâu lâu không đập đá là hôm nay bà con đi làm là không thấy ai đeo kính này. Em lại mất hết nào, phát rồi nha, đúng không? Đúng không? Có phải phát rồi không? Vợ xá này, nghỉ làm cái kem đó.
chị Mai này, làm bát kem đã. Đây đây, cầm vào cái này. Đấy, cầm này là sạch. Ok. À, vợ Lý này, đúng không nhỉ? Đây đây, vợ Lý. Cầm cái này cho nó sạch luôn này. Cầm cẩn thận em nhá. Đây em, em cầm đây, không cầm, không cầm vào cá này, là cầm vào kia nó bẩn đấy. Ôi sai ơi, anh Chính, ôi ôi, tí nước hả? anh Chính, lấy kem. Được rồi, nó thôi, em, à vợ thề, rồi. À, hai 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 ông Bí Tú kìa. Anh Lúa ơi, anh Lúa làm cái kem. Anh. Đâu rồi, hai ông Bí Tú nào. Một ông cay với ông Lử này. Nhớ nhở? Xin chú. Đúng rồi. Úi trời ơi, cái mà mạ nhá. Đúng rồi. Có phải cay không nhở? Như nào nhở? Như nào nhở? Xin chú. Đúng rồi. Úi trời ơi, úi trời. À, hôm nay bà con như mọi người đã thấy đây thì bà con đang đập giải đá vào bên cái bờ này. Khoan thế là từ dưới kia lên rồi. Hôm nay là mọi người thì buổi sáng ngày hôm nay thì em Tuyên cũng có chút việc riêng. Mãi giải quyết thì mới xong, thì buổi chiều nay em Tuyên mới vào được. Thì cũng rất là may thì có em Lử chắc là cũng vào chia sẻ cho các cô, các chú cái hình ảnh, cái công việc của bà con làm việc ngày hôm nay như thế nào. Đó. Thì hôm nay là em Tuyên đang để ý là hình như là có rất ít các thanh niên thì phải mọi người ạ. Hôm nay xá là cũng không đi này, thề không đi. Đấy. Nhiều các chị em phụ nữ thì phải. Đâu rồi, con gái Phú này. Cầm cho Mi Tú, Mi Sài nhỉ. Đâu rồi Mi Sài? Mi Sài vừa ngủ dậy à? Đâu rồi, đâu rồi, đây em này. Có em này. Có em này. Đó. Có vẻ nhát hơn cái nhỉ. Nhát hơn cái thì phải. Cái này treo ở đâu để cho nó đỡ chảy nước nhỉ? Chú Sử nhỉ? Từ đây nhá. Vợ Anu ăn kem, vợ Anu. Ngày hôm nay thì cũng khá là nắng mọi người ạ. Đấy mà hôm nay thì đúng là em Tuyên để ý là chỉ có đa phần là các chị em phụ nữ đây này. Có 1, 2 này, 3, 4 này, 5 người còn đàn ông thôi. Đó. Chạy. Thì bây giờ chúng ta cùng xuống xem cái thành quả bà con buổi sáng này đây làm nào. Mấy khoan đây đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Như mọi người để ý là hiện tại là chỗ này là rất là ít đá. Vì đợt trước chúng ta khai phá ra thì chúng ta đã lấy cũng tương đối nhiều đá xuống để làm kè cái móng này rồi. Bây giờ chúng ta đang phải cố gắng phá những cái tảng đá này ra để làm đá 46 rồi đấy. Đấy. Cũng như cái giai đoạn 1 ấy, thì có rất nhiều cái lời góp ý của các cô chú cũng muốn em Tuyên bảo là làm chúng ta sẽ không làm đá 46 nữa mà chúng ta giải thẳng ra. Như thế thì nó giảm thiểu được cái chi phí và nó nhanh hơn.
Nhưng mà thú thực với mọi người thì như các bà con cũng muốn là giải đá 46, xong đó giải bê tông sau. Thì vì bao nhiêu lâu nay bà con mới được có được cái tuyến đường này, cái tuyến đường mơ ước của bà con đó. Nên là bà con cũng muốn là đã làm thì làm cho nó chắc, làm cho nó bền, chứ không làm qua loa. Em Tuyên dám khẳng định là nếu mà cái con đường này mà chúng ta giải nguyên bê tông mà không có cái đá 46 này kè thì nó sẽ rất là nhanh hỏng. Vì cái thứ nhất là cái độ nún của đất này, và cái thứ hai là mọi người biết là cái đường này là đường ở trên trên dốc. Đấy, nên là cứ mỗi mùa mưa là độ xói mòn nó rất là cao. Nên là nó có như thế thì nó sẽ làm cái đường mình nó nhanh hỏng lắm. Nên là bà con cũng muốn là thôi cũng được cái con đường ước mơ này thì chúng ta làm một lần thôi, một năm vất vả thôi. Thế nên bà con làm một lần thì cho nó chắc luôn, chứ không làm qua loa đại khái được mọi người. Nếu để nguyên đổ bê tông thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ không chắc. Đấy đấy, nên là bà con muốn làm, đã làm thì làm nó chắc, mất công làm nó chắc luôn. Đó, này, hiện tại buổi sáng này dọc này thôi này, đá 46 này thôi. Úi giời, các em nhỏ từ dưới thôn lên tận đây chơi này mọi người này. Úi giời ơi, chạy các em nhỏ là chạy lên đây là lấy kem đấy. ông lửa đây này, lửa với cái đây này, không về nhà đi. Đây này, cái còn có mũ mà lửa không đội mũ này, mà phát hết mũ rồi cho các mẹ rồi. Chỗ này nếu mà để tập hợp vào sát bột đá thì nó cũng ít lắm. Đây bà con mới đang giải ra đập đá này để giải ra làm đường thôi, chứ chưa phải là làm sát bột đá đâu mọi người ạ. À, đây này, Minh Sài có nhà chị Cái đây phải không? Đang ngại này mọi người, đang nhìn ngại này. Chạy lên kia lấy kem. Đây, nói chung là cả sáng ngày hôm nay thì em Tuyên đã thấy những cái ngôi đá ở dưới này. Em Tuyên nghĩ là sáng nay bà con đã đập đá, nhảy xuống đập đá ở đấy rồi, mang lên đấy ạ. Đấy thì bắt đầu, đây là cái buổi đầu tiên của cái giai đoạn 2 này. Thì em Tuyên cũng thực sự là có lỗi một chút, vì có một chút việc riêng không thể vào trong thôn được, em để bà con tự làm. Đấy, thì như mọi người đã thấy thì cái công việc bà con thì cũng rất là chủ động trong công việc thôi. Lần này thì bà con sẽ làm quần chiếu. Hiện tại như bà con đang đập đá thế này, nếu mà đập hết cái đoạn cua kia thì bà con sẽ tập kết đá luôn mọi người ạ. Nhưng hiện tại cái đống to to chú Sử với anh Pó đang làm đấy, đoạn đấy sẽ tập kết đá làm 4 đá 46 để chúng ta sát bột đá luôn. Xong rồi chúng ta giải đá 46 này chúng ta đổ bê tông luôn. Đó, chúng ta không làm dài nữa, làm cho nhanh. Thôi em Tuyên cũng xin mời tất cả quý ba anh chị cùng lên bên trên cùng bà con tiếp tục cái công việc buổi chiều ngày hôm nay nhé. Chỗ này em Tuyên nghĩ đây sẽ là một điểm tập kết đá 46 và khai sát đá này. Anh Bó, chỗ này sẽ là điểm tập kết sát bột đá luôn à? Đúng không? Mình bây giờ mình làm cứ đoạn một, đoạn này sát bột đá phát là giải luôn. Đấy, như thế cho nhanh, chứ không thì giải như kia dài lắm, đi lâu lắm. Cho nó nhanh luôn. Vâng, vì kể cả mình giải nhiều đá như kia lúc sau mình đi khó ấy, nó trôi hết đi. Thế hôm nay là ở thôn mình lại có mấy người đi làm à anh? Vâng. Và có mấy thanh niên lại đi xuống như Quỳnh Hưng Yên làm à? Đi hết rồi. Là có Nu đi rồi này. Phú đi này. Súng cũng đi này. Bo cũng đi này. Thế thì hôm nay đi phải 6-7 người ấy nhỉ? Thế là đi làm hết rồi. Đấy, thế là bà đi kia đi làm bốc vác hả anh? Thế là đợt trước kia là đi làm công ty không được, bây giờ lại đi làm bốc vác mọi người ạ. Vâng, lại bị đuổi về ấy.
thế là lại bớt mất ráng mất các anh thanh niên này. Đây, mọi người xem này, vợ Phú này, vợ Phú làm được rất là tốt luôn. Nhanh 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 nhanh, xay xay nào, đi nhanh 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 nhanh. Đấy. Nhanh 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 nhanh. Đúng rồi. Đi nhanh nhanh, không ở chơi ở đây, chơi ở chỗ khác. Cẩn thận nhá chú Sử nhá. Lò lò đấy. To quá đấy. To đấy, lò lò đấy. Không phải me me đâu. Ôi. Vợ Phú làm việc rất là tốt. Đang với chú Sử xử lý chỗ đồng đá này đây. Mãi mới ra được đấy. Lo lo đấy, to to đấy. Tương lai sẽ làm viên to kia nữa. Đấy. Đấy nhá, không đeo ủng vào nhá. Ấy, Phú đúng là khỏe thật. Ôi ôi. Ôi. Vẫn sớm một tí. Không sao. Tảng này quá là to rồi đấy. Tới mọi người xem. Chỉ mới mới khoan và xà beng thôi. Đấy, cái đất này trồng cây nó mới tốt. Cẩn thận nhá chú Sử nhá.
cắt cả bò à, em? Đi cắt cả bò. Hôm nay là xá là nghỉ mọi người ạ. Đấy, xá nghỉ nên là cho vợ đi làm thay nhau, vừa làm công việc chung với làm công việc nhà nữa. Hôm nay sau một cái thời gian là lâu lâu bà con không đập đá nên là em Tuyên không đi từ sáng, chứ bà con là cái kính với bà con không đeo này. Không biết thấy không? À, rất là xá đều nha mọi người này. À, vợ làm cả ngày rồi nhá. Bây giờ đến lượt mình đi cắt cỏ bò thì lại lên đổi cho vợ đi cắt cỏ bò này. Rất là đều. Cắt nhanh hơn. Cả ngày vợ đập đá rồi, bây giờ lên đổi công cho vợ để vợ đi đập đá, vợ đi cắt cỏ bò đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
你要拍啊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 你
Nó chạy đại chết không? Ốc trái chứ. Chỉ sợ. Chỉ sợ đại mới mệt hả? Đại ra tiếp chút chữ thôi. Thì như mọi người vừa thấy thì chỗ này chú Sử với Xá vừa làm cái tảng đá rất là to xuống này. Đấy. Quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ ngày hôm nay thì bà con sẽ nghỉ sớm một xíu mọi người ạ. Bà con sẽ nghỉ sớm để chúng ta về, chúng ta sẽ ngày hôm nay sẽ lắp bóng đèn năng lượng vào. Vì hiện tại cái trụ cột của chúng ta đã 2 ngày rồi, là 48 tiếng rồi thì em tôi nghĩ là cái bê tông nó đã khô. Đấy thì chúng ta sẽ lắp vào để chúng ta tối nay sẽ xem những cái bóng điện, ánh điện, ánh sáng đầu tiên lung linh tại thôn bản Địa Chia nha mọi người nhé. Bà con vẫn còn đang rất là miệt mài làm việc. Cái khối lượng công việc ngày hôm nay thì mọi người xem là cũng rất là nhanh. Bây giờ sẽ làm cuốn chiếu. Cái đá là nó hôm qua nó đổ cái cò điện thì nó đổ mình thế thì nó bây giờ nó giảm thế rồi. Nó vỡ rồi đúng không? Nó vỡ hết rồi. Nó vỡ hết rồi. Bây giờ mình chỉ cậy là ra. Cậy nó ra hết. Cái cậy chỗ này là mình chỗ này là sát bộ đá là thoải mái giải từ đây xuống dưới rồi. Thoải mái. Thoải mái rồi. Nhưng mà mình đẩy mấy nữa là mình phải đẩy lại đẩy lên trên là nó mệt. Bây giờ mình đẩy bê tông ấy, mình đẩy xuống dốc thôi em hiểu không? Đẩy xuống dốc thì nó dễ hơn. Nó nhanh hơn. Làm một chỗ ở trên kia đầu. Đó. Nó chát chát chạy chát. Vào trong. Trong ta lát tự. Đây mọi người xem các chị em phụ nữ này. Đó. Bắt đầu là đi về rồi. Đa phần là các chị em phụ nữ. Đây mọi người xem kìa. Cái me me kia đi chăn dê đấy mọi người ạ. Đó. Con dê này là con dê của cô chú ở bên Mỹ đấy, gửi cho gia đình A Phú kìa. Bụng to lắm rồi, sắp đẻ rồi đấy. Đó. Thấy chưa? Đi chơi không phải đi chơi đâu mà đi chăn dê đó. Dê của bà con thôn Địa Chia nha mọi người nhá. Những con dê của nhóm thiện nguyện Anh Công Vũ gửi cho là bà con đã đẻ hết rồi đấy. Đẻ gần hết rồi, đẻ hình như là 90% rồi mọi người. Đó. Rất là chúc mừng bà con có những con giống tiếp theo. Đấy thì bây giờ là bà con sẽ về để nghỉ ngơi một xíu rồi chúng ta sẽ lắp những cái bóng đèn năng lượng nha mọi người nhé. Vâng mọi người, thì có lẽ là cho phép em Tuyên cùng toàn thể bà con thôn Địa Chia xin được tạm dừng video ở đây để bà con thôn Địa Chia về để chúng ta có thể là tắm giặt nghỉ ngơi. Và cái quan trọng hơn nữa là bà con ngày hôm nay sẽ lắp bóng đèn năng lượng nha mọi người nhé. Đấy vì bây giờ mọi người đã thấy thì ngày hôm nay bà con Thừa Chia đã có những các bạn nam tiếp tục xuống như Quỳnh Hưng Yên để đi làm thuê rồi. Nên gia đình có nhiều gia đình chỉ có một người thôi ấy. Đấy nên cũng phải về sớm. Bây giờ thì thực ra sớm cũng không sớm, 5 giờ rồi mọi người ạ. Đấy thì cho phép em Tuyên cùng bà con Thừa Chia xin tạm dừng video đây. Mọi người hãy cùng chờ đợi những cái thành quả của bà con Thừa Chia trong giai đoạn 2 này. Cùng tiếp tục đổ những mét bê tông tiếp theo nhé mọi người nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn các bạn mọi người ạ. Em xin chào tất cả mọi người.